ôn sùng các vị sư như thế này mọi người. Lúc nhỏ thì khi mới sanh ra đó thì các bé được sơn đồ các nhà sư này hộ niệm, và khi mất rồi sẽ có phần cốt sẽ chôn ở vào chùa mọi người. Nên là rất là ngày Tết như thế này thì các vị sư như vị sư vị sải hay là ông lục như thế này á thì rất là phổ biến ở trong các đường ngày hôm nay theo mình nghĩ chắc có lẽ là ngày vui nhất đối với người dân Khmer, vì đó là những ngày Tết trọng đại và rất là vui đúng không? Trong thời tiết ngày hôm nay rất là nắng nóng,
giọt nước của quý vị chúng ta, cũng như là ba vị chủ tịch của hội nhà tập đoàn đã đoàn kết với nhau để mà tổ chức các cuộc diễn hành cho này nóng không anh? Nóng. Gọi cái mão này nóng không? Nhưng mà vui ha. Chúng tôi cũng muốn tập chúng ta và tập thể quý vị Phật tử Việt Nam quốc tế. Anh muốn nhớ là anh mang một cái gọi là cái đồng hành thôi. Đúng không? Gọi là vui chẳng luôn. Cô em bé nó khóc. Anh thấy có những em bé nhỏ nó khóc. Gắt lưới luôn chứ không phải giỡn đâu. Ha em. Có những em bé nó gặp nó không quen. Rồi nó gặp hình ảnh thấy nó dữ tợn quá. Rồi các em bé khóc luôn. Có những đứa chạy trốn trốn luôn, có đứa là trốn luôn hả anh? Có khi người già cũng trốn nữa đó. Người già trốn luôn. Ít khi. Có một số già mà ấy mà trốn ở nhà sau luôn á. Trốn ở nhà sau vì sao vậy? Nhưng mà tại vì thấy dạng như thấy cái mặt nạ, thấy dạng thấy nó dữ quá, hung dữ quá. Thấy hung dữ thành ra hơi sợ, hơi nhát. Nhưng mà ít cũng là có. Phải không? Em hồi nhỏ thì em cũng chạy trốn vậy. Hồi nhỏ em chạy trốn luôn. Trốn rồi đó. Lúc đó thì sao? Lúc đó cái cảm giác mình sao? Mình sợ dữ không? Giống như là thấy nó dữ dữ lắm. Tại sao bây giờ em lại thích làm cái này? Đi lớn lên rồi mình thấy dạng dạng lại rồi mình đi theo từ từ ấy. Mình khoái rồi mình có đam mê. Kỳ công phải tập rất là lâu đúng không? Dạ, đó, mình muốn mà nó ra đẹp cái là mình ít nhất mình cũng phải vài tháng, không có khi vài năm nữa. Còn cái đầu mình cũng phải mình làm cho cái điệu nhảy của mình phải làm. Nhưng mà thích mình làm hơn. Cô này em làm hay làm luôn? Dạ đi làm hơn. Em tự làm luôn hả? Hay ha. Lớp mấy rồi? Em năm nay 22 tuổi rồi. 22 nhảy rồi. À, đi theo cái đoàn này luôn. 4-5 năm vậy. Thì đi theo cái đoàn này thì mình có cái chi phí gì không em? Dạ không anh. Không hả? Mình tiền thì mình gửi cho chùa hết à? Dạ, cái này là mình nhảy giặt, mình vô mình ta treo tiền cho mình đi. Mình về nhà mình chọn, mình đếm rồi mình chia nhau. Chia các anh em. À. Còn tiền nào cho chùa thì cho chùa. Thank you.
Khmer ta pho chompo yeung khnyom tieng lai dai chea tư muoi prakot to doi ka me ta pho chompo yeung khnyom tieng lai dai chea tư muoi prakot to doi ka me ta pho chompo yeung khnyom tieng lai dai chea tư muoi prakot to doi ka me ta pho chompo yeung khnyom tieng lai dai chea tư muoi prakot to doi ka me ta pho chompo yeung khnyom tieng lai dai chea tư muoi prakot to doi ka me ta pho chompo yeung khnyom tieng lai dai chea tư muoi prakot to doi ka me ta pho chompo yeung khnyom tieng lai dai chea tư muoi prakot to doi ka me ta pho chompo yeung khnyom tieng lai dai chea tư muoi prakot to doi ka me ta pho chompo yeung khnyom tieng lai dai chea tư muoi prakot to doi ka me ta pho chompo yeung khnyom tieng lai dai chea tư muoi prakot to doi ka me ta pho ch